Xin mời sinh viên Nguyễn Tấn Toàn, thủ khoa khoa học máy tính lên lễ đài. Xin trân trọng kính mời phó sư tiến sĩ thầy giáo tố Dương Đức, hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu tại giới thang chỉ điểm trường và hoa cho sinh viên. Sau đây là phần trao thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Xin mời lên sân khấu các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy. Thứ nhất, sinh viên Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Thứ nhì, sinh viên Ngô Lê Minh Quốc. Thứ ba, sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Dung. Thứ tư, sinh viên Lê Hữu Vinh. Và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hệ đào tạo sau Quang Hoàng, sinh viên Lê Trường Giang. Trân trọng kính mời tiến sĩ Vũ Đức Lung lên sân khấu trao giấy khen và hoa cho các bạn. Cảm ơn thầy và xin chúc mừng các sinh viên được khen thưởng trong buổi lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 chúng ta ngày hôm nay. Và tiếp theo là phần nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư và tân cử nhân Đại học Hệ Chính Quy từ xa qua mạng. Và khi nghe xướng tên, xin mời các anh chị chúng ta nhanh chóng bước lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp. Đầu tiên là phần trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên thuộc chương trình cử nhân tài năng và chương trình tiên tiến. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Anh Đức sẽ lên sân khấu để trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Tấn Toàn. Xin chúc mừng tân cử nhân. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Xin chúc mừng tân cử nhân Ngô Lê Minh Quốc. Xin chúc mừng tân cử nhân Vũ Thanh Nguyên.
Xin chúc mừng tân cử nhân Cao Công Danh. Xin chúc mừng tân cử nhân Tống Văn Ngoan. Xin chúc mừng tân cử nhân Phan Thị Thanh Ngân. Xin chúc mừng tân cử nhân Phùng Xuân Trường. Xin chúc mừng tân cử nhân Phan Duy Liên Thiết. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Lê Trung. Xin chúc mừng tân cử nhân Hoàng Hải Huy. Xin chúc mừng tân cử nhân Trần Văn Nguyên. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Văn Thành Trung. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Đức Cường. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Đức Duy. Xin chúc mừng tân cử nhân Phạm Văn Thuần. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Văn Biên. Xin chúc mừng tân cử nhân Ngô Minh Quân. Xin chúc mừng tân cử nhân Chu Văn Nam. Xin chúc mừng tân cử nhân Ngô Thành Lâm. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Đình Phúc. Mừng tân cử nhân Phạm Văn Khôi. Xin chúc mừng tân kỹ sư Văn Đức Ngọ. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Duy Khương. Xin chúc mừng tân kỹ sư Vương Trọng Nghĩa. Xin chúc mừng tân kỹ sư Huỳnh Minh Đức. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Hoàng Long. Và xin mời thầy cùng lui về để chụp hình với lại các tân cử nhân, tân kỹ sư chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn thầy Dương Anh Đức và xin chúc mừng các tân kỹ sư, tân cử nhân chương trình Cử Nhân Tài Năng và chương trình Tiên Tiến. Xin cảm ơn các anh chị. Và sau đây là phần trao bằng tốt nghiệp kỹ sư cho
các tân kỹ sư của khoa kỹ thuật máy tính. Xin mời lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Minh Sơn, trưởng khoa kỹ thuật máy tính sẽ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư chúng ta. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Trung. Xin chúc mừng tân kỹ sư Quỳnh Ngô Văn. Xin chúc mừng tân kỹ sư Bùi Hạnh Phúc. Xin chúc mừng tân kỹ sư Phan Tuấn Anh. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Minh Thành. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Bảo Toàn. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Minh Trí. Xin mời thầy cùng lưu về sân khấu để chụp hình chung với lại các tân kỹ sư chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn thầy và xin chúc mừng các tân kỹ sư của khoa kỹ thuật máy tính tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo là phần trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư khoa hệ thống thông tin. Xin mời lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Đình Thuân, trưởng khoa hệ thống thông tin sẽ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Kim Dung. Xin chúc mừng tân kỹ sư Huỳnh Hữu Phương. Xin chúc mừng tân kỹ sư Trần Huy Hoàng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Trần Tấn Sang. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Tấn Phát. Xin chúc mừng tân kỹ sư Hoàng Thị Kim Oanh. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Đình Mạnh. Chúc mừng tân kỹ sư Phạm Hữu Tiến. Xin chúc mừng tân kỹ sư Lê Phúc Đạt. Xin chúc mừng tân kỹ sư Trần Văn Bảo.
Xin chúc mừng tân kỹ sư Đặng Văn Tuyên. Xin chúc mừng tân kỹ sư Phạm Thanh Phong. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Thị Thiên Kiều. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Ngọc Dương. Xin chúc mừng tân kỹ sư Trần Nguyên Quyết. Xin chúc mừng tân kỹ sư Đỗ Trung Kiên. Xin chúc mừng tân kỹ sư Inuit Nie. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Văn Hùng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Thế Anh. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Phạm Diễm Hằng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Thuận Hòa. Và xin mời thầy cùng lui về bục để chụp hình với lại các tân kỹ sư của chúng ta. Xin cảm ơn thầy và xin chúc mừng các tân kỹ sư của khoa hệ thống thông tin tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Và sau đây là phần trao bằng tốt nghiệp kỹ sư cho các tân kỹ sư thuộc khoa mạng máy tính và truyền thông. Xin mời bước lên sân khấu tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa mạng máy tính và truyền thông, sẽ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư. Xin chúc mừng tân kỹ sư Huỳnh Văn Huy. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Ngọc Sơn Tùng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Đăng Hùng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Thế Cường. Xin chúc mừng tân kỹ sư Lê Thanh Tú. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Hồ Vĩ Hiển. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Thanh Minh. Xin chúc mừng tân kỹ sư Bùi Ngọc Dự.
Xin chúc mừng tân kỹ sư Phạm Đình Thanh Quang. Xin chúc mừng tân kỹ sư Huỳnh Thái Dương. Xin chúc mừng tân kỹ sư Văn Phú Hiếu. Xin chúc mừng tân kỹ sư Huỳnh Thị Thủy Tiên. Xin chúc mừng tân kỹ sư Vũ Trung Kiên. Tân kỹ sư Nguyễn Trường Lâm. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Xuân Toàn. Xin chúc mừng tân kỹ sư Trần Đăng Khoa. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Viết Hùng. Xin chúc mừng tân kỹ sư Hoàng Việt. Xin chúc mừng tân kỹ sư Đặng Anh Tuấn. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Hoàng Giang. Xin chúc mừng tân kỹ sư Hoàng Anh Tú. Xin chúc mừng tân kỹ sư Buôn Rông Hồng Thanh. Mời thầy cùng lui về với bục để chụp hình với lại các tân kỹ sư chúng ta. Xin cảm ơn thầy và một lần nữa xin chúc mừng các tân kỹ sư của khoa mạng máy tính và truyền thông tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Tiếp theo là phần trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư thuộc, xin lỗi, các tân cử nhân thuộc khoa khoa học máy tính. Xin mời phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Nhân sẽ bước lên sân khấu để trao bằng cho các tân cử nhân. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Hữu Vinh. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Văn Hữu. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Tam Phương. Xin chúc mừng tân cử nhân Đỗ Trọng Ân. Xin chúc mừng tân cử nhân Phạm Văn Lâm.
nhân Thái Quốc Dũng. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Trần Minh Nguyên. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Văn Nam. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Ngọc Tú. Xin chúc mừng tân cử nhân Phạm Xuân Thông. Xin chúc mừng tân cử nhân Sa Thị Mỹ Hương. Xin chúc mừng tân cử nhân Bùi Hoàng Khánh Duy. Xin chúc mừng tân cử nhân Đỗ Đăng Khoa. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Hà Nam. Xin chúc mừng tân cử nhân Trần Quốc Thuấn. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Duy Thành. Xin chúc mừng tân cử nhân Phạm Cao Thắng. Xin chúc mừng tân cử nhân Đặng Vũ Hải Long. Xin chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Việt Quốc. Xin chúc mừng tân cử nhân Vũ Văn Việt. Xin chúc mừng tân cử nhân Huỳnh Hiếu Nghĩa. Xin chúc mừng tân cử nhân Cái Huy Quốc Thắng. Và xin mời thầy cùng lui về bục để chụp hình với các tân cử nhân của khoa khoa học máy tính. Xin cảm ơn thầy và một lần nữa chúc mừng các tân cử nhân của khoa khoa học máy tính tốt nghiệp đợt 2 năm 2014. Và sau đây là phần trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư của khoa công nghệ phần mềm. Xin mời bước lên sân khấu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Nguyên sẽ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư chúng ta. Xin chúc mừng tân kỹ sư Lương Chí Nguyên. Xin chúc mừng tân kỹ sư Nguyễn Minh Kha.